Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các quận, huyện, sở ngành để tiếp tục triển khai các giải pháp trong thời gian tới. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam, Ngô Thị Kim Yến, Trần Phước Sơn. Theo CDC Đà Nẵng, hôm nay Đà Nẵng cho ra viện 29 ca mắc COVID-19 và đang điều trị cho 630 ca mắc. Hôm nay là ngày đầu tiên các địa phương tiến hành lấy mẫu hộ gia đình. Theo kế hoạch, ngày mai sẽ có kết quả. Sở Y tế đề xuất ý kiến nếu ngày mai tình hình thời tiết phức tạp thì tạm hoãn lấy mẫu xét nghiệm tại khu dân cư. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, trong thời gian qua, ngay sau khi có ca mắc, thành phố đã nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm. Thành phố đã triển khai 7 lần xét nghiệm toàn diện của thành phố trong khu phong tỏa. Qua 7 lần này đã đưa các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, các ca mắc cộng đồng giảm dần. Thành phố đã kiểm soát chặt chẽ các nguồn bệnh từ bên ngoài vào, phát hiện nhiều ca dương tính, đồng thời liên tục xét nghiệm bên trong thành phố. Đến nay cơ bản thành phố đã kiểm soát tình hình dịch. Các quận, huyện báo cáo tình hình phòng chống dịch trong ngày và các biện pháp ứng phó với cơn bão số 6.